Anh em có nhu cầu mua lick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lick rẻ 24h.com.
Ok, mình đã tìm được phòng mới rồi đây anh em ơi. Sau những cái lần kích thẳng tay của các game thủ thì mình đã kiếm được cái phòng mới. Mong sao là cái phòng này nó nhiệt, nó không bị ăn kích. Mình thường thường là mình hay chơi đêm. Tầm khoảng khung giờ từ 1 giờ cho đến 3 giờ sáng. Đấy, anh em nào hỏi, muốn hỏi nữa thì cứ hỏi. Cứ bảo anh ơi anh chơi giờ nào. Mình chỉ chơi được buổi đêm thôi. Ngày còn bao việc. Clip mình bắn đêm xong đến tận chiều tối hôm sau mình mới đăng ấy, chứ có phải là mình có thời gian rảnh mà mình làm xong mình đăng luôn cho anh em xem được đâu. Phòng vừa đông thế mà thoát hết rồi anh em ạ. À, chơi đêm này khổ cái là không kiếm được room. Chơi ngày thì mình kiếm room nó dễ lắm. Cứ nghĩ đâu là chơi đêm là gặp toàn cao thủ mới lại toàn những dân biết chơi mới lại hacker. Ai ngờ là gặp cá chè trâu anh em ạ. Toàn chơi kích top thôi. Mấy ông chơi bẩn lắm. Đi đâu? Nhà, có thằng hốc bán hàng. À đây rồi. Chạy đâu rồi? Ê chà. Vừa bắn chết thấy ấy, cận chiến anh em ạ. Vừa bắn chết thanh niên hồi sinh ngay trước mặt luôn, định mệnh ngay trước cận chiến nữa. Hôm nay rảnh rảnh thì mình lại test cái em mà chăm chơi tặc Blue Potter. Mày tưởng từ kia nó đứng treo, ai ngờ nó bật tâm nó cam anh em ạ. Bật tâm nó kê sẵn ở chỗ mình luôn. Ok kìa, mít chứ. Buồn vãi trưởng. Trời ơi, lại gặp anh hồi sinh nữa. Thường thường đấu đơn thì gặp những anh hồi sinh thì tốt nhất là anh em té. Bắn 2-3 viên nó đéo chết cơ anh em ạ. Quy định mệnh. Con M200 Potter này nó bắn khá là nhanh. Đi lấy khá là mượt. Chà, tốt quá nhờ. Định mệnh trước sau đều có luôn. Ê, khá quá nhờ. Ui trời ơi. Đi đâu mà vội thế? À, có thằng dưới nước bỏ. Đấu đơn này có những thằng nào mà lên bỏ thì anh em nên bỏ nhé, đừng có đuổi cùng giết tận. Càng đuổi cùng giết tận là anh em càng dễ hẹo. Bắn bỏ được thằng nào thì cứ bỏ thôi anh em ạ. Định mệnh anh nên bắn tốt nha, vừa nhảy vừa bắn luôn. Cao thủ đấy. Đã chết rồi. Mấy con nhân vật đen xì. Nhéo nhìn cái gì luôn. Nhảy. Nhảy. K98 à. Chạy cái gì thế? Anh này chơi chạy thế nhờ. Rồi, cái multi kill đầu tiên. Đừng ăn kích nha.
Ôi giời, phòng lại ít người quá anh em ạ. Phòng có đông đông người lên kin cho nó phê. Mình nhảy quá đà, nhảy mẹ xuống rồi. Đéo đâu rồi. Định thằng cho HL đâu rồi nhỉ? Làm gì? Làm gì? Uổng cái một skin thứ hai rồi. Phê luôn. Đi đâu? Đi đâu? Ôi, trên đầu có thằng nữa kìa. Phê không anh em? Quá là phê luôn. Địch mệnh à, có thằng cả hồi sinh đằng sau nữa. Còn quả lại quả làm quả multikin thứ ba rồi anh em ạ. Trời ơi, chém dao, chém dao. Mấy thanh niên này chơi bẩn lắm. Ý chà, ghê anh em ạ. Địch mệnh. À, địch mệnh. Cận chiến mình luôn rồi. Mấy thanh niên này bướng quá nhờ. Thanh niên này toàn chơi cận chiến rồi. Bắt đầu 3700 luôn hả? Ghê đó, ghê đó. Ghê đó nhóc. Rồi, tha cho nó. Trời ơi, quá là đông. Thôi nhá, đéo chơi 2 đánh 1 nhá. Cướp hàng à mày? Cướp hàng à mày? Ngồi kê. Ôi trời ơi, cái một skin thứ ba anh em ạ. Địch mệnh không lẽ kịp. Một skin thứ ba luôn rồi. Nó phê luôn. À, hội này bắn mấy cái hội mà nó chuyên bật tâm nó kê, bắn khó chịu thật. Kiểu là bật tâm kiểu kê trước, kiểu là cam lì một chỗ ấy hả? Hoạn rất là khó chịu. Nhiều khi nhảy lé đạn không được với mấy thằng kê đâu. Nhảy lé đạn, ví dụ như nhảy lé đạn với những thằng mà nó gặp nó slap luôn thì còn ok. Nhảy lé đạn đéo mấy thằng kia nó đợi mình nhảy xong nó mới bắn. Nó bắn rất là khó chịu. Cảm giác nó hãm kin rất là nhiều. Phòng ngoài zone nó ít người quá. Nó mà nhiều người thì cố gắng lên 10x cho anh em coi chơi. Trời ơi, đi cận chiến hả? Bỏ cái mùa xuân đây đi. Anh em thấy có phê không? Phê không? Trời ơi, đông thế. Toàn bị mất hàng rồi. Trận này chắc không được mấy rồi. Khả năng được 9x là căng.
Còn 2 phút nữa thì căng thì làm được 20 kin. Map chạm phát sóng này tìm người hơi lâu. Có thằng kích mình thì sao mà F12 kìa địch mệnh. Rồi, Multikin thứ tư. Quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Bắn tao mày. Toàn những gọi là những cái cánh tay vậy. Những cái tay âm thầm và lặng lẽ đưa bạn ra khỏi phòng. Chơi vậy là không đẹp nha mấy anh em. Trời ơi, đông thế. Trời ơi, 3-4 thằng nó quay mình chứ. Trời, trước sau có luôn. Hơi mất thời gian rồi nha. À, khả năng là kéo lên nổi 10x rồi, à kéo lên nổi 9x rồi anh em ạ. À, họ đi tìm người hơi lâu. Trời, cái một kin thứ 5. Gọi 89 kin. Ok, thôi clip mình cũng xin kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Bye bye.